Nghi phạm dùng nón bảo hiểm đánh chết người ở Lạng Sơn bị bắt ở Hóc Môn. Châu Tuấn Duy cùng đồng phạm dùng nón bảo hiểm đánh chết người ở Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh và bị Bộ Công an bắt giữ. Tối ngày 26 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Châu Tuấn Duy, 27 tuổi, cùng đồng phạm để điều tra vụ án dùng nón bảo hiểm đánh chết người ở Lạng Sơn. Theo đó, nghi phạm Duy và đồng phạm dùng nón bảo hiểm đánh chết người ở Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sống lang thang nhiều nơi suốt nhiều ngày qua và bị công an bắt giữ ở huyện Hóc Môn. Theo điều tra ban đầu, Duy và Võ Hải Quang, 30 tuổi, là tài xế của hợp tác xã vận tải ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Ngày 20 tháng 11, do có mâu thuẫn, hai người này đã dùng nón bảo hiểm tấn công một tài xế khác, khiến người đàn ông 35 tuổi tử vong. Sau khi gây án, Quang bị công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ, riêng Duy đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Duy bỏ trốn khỏi tỉnh và phát thông báo nhiều nơi, nhờ Bộ Công an hỗ trợ. Những ngày qua, trong lúc bỏ trốn, Duy không mang theo giấy tờ, không liên hệ với người nhà và bạn bè. Xác định Duy từng làm tài xế, có khả năng quen biết với nhiều tài xế khác, nên các trinh sát C02 đã lần theo đầu các mối quan hệ và phát hiện nghi can này đi xe máy cùng người khác tại khu vực xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận mình đã trốn vào thành phố Hồ Chí Minh được vài ngày, sống lang thang trên đường. Mới đây Duy liên hệ với một số tài xế từng quen biết để nhờ vả nhưng sau đó bị phát hiện. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án dùng nón bảo hiểm đánh chết người.